Và nếu tụi quan chương trình cùng ngày hôm nay, Phương Thúy và em Thắng sẽ gửi đến bà con một bài tân cổ sáng tác của Ngô Hồng Khanh. Bài tân cổ được mang tên Khung Cảnh Mới. Xin mời bà con cùng thưởng thức ạ. Yeah.
Các bạn có thể